sao ở dưới quê bán có 15 ngàn một tô mì quảng, mà con bán tới 40-50 ngàn một tô mì quảng? Lời trên đầu trên cổ người ta hả? Cây thứ tư. Cây này thì qua quên rồi. À, ta nhớ lại rồi. Cây thứ năm. Tại sao mà ba từ dưới quê lên mà không ra bóng bến xe đón ba? Cây thứ hai. Tại sao mở quán cơm?